tiêu huyết tăng cao á là tại sao mà người ta cũng thường khuyên mình á là phải uống thuốc cao huyết áp. Mặc dù á mọi người chờ nãy tôi nói nha, chờ nãy sau thời gian á là huyết áp trở lại ổn định như thường, nhưng mà khi mà ổn định rồi á mình vẫn phải coi chừng là uống thuốc huyết áp. Tôi bây giờ là tôi đi qua châu Âu tôi vẫn phòng ngừa thuốc huyết áp, mặc dù là ngày nào tôi cũng chờ nãy rồi huyết áp tôi ổn định rồi, nhưng mà tại sao tôi vẫn cứ chơi phải uống thuốc? Vì mình ngăn ngừa những cái cơn mà huyết áp cao đột biến. Mà bởi vì sao? Bởi vì 85% cao huyết áp là vô căn, tức là không có rõ nguyên nhân. Thế nên mình không biết huyết áp lúc nào nó tăng, và một cái stress, một cái buồn, một cái đau khổ, một cái giận hờn nó cũng làm huyết áp lên được. Còn chưa nói tới chuyện mình ăn nặng rồi này nọ các thứ để nó bị huyết áp. Do vậy là cái thuốc huyết áp là thường xuyên dùng để mà không có đặc bị tăng. Và nói dưới cái người bác sĩ mà điều trị cho mình á là mình nên uống cái giờ nào? Thông thường á là khi mà một cái người đã bị huyết áp á thì người ta có đo cái, ta cho ta gắn cho mình một cái máy, và cái máy đó nó gắn trong người mình 3 ngày, nó gắn đêm đến ngày luôn, cứ 15 phút tự động automatic nó đo, đo xong rồi nó tắt, tắt rồi nó đo rồi tắt, rồi tới đúng 3 ngày đó thì cái người bác sĩ họ sẽ lấy cái bộ nhớ ra, họ đưa lên máy và họ làm một cái bảng thống kê coi cái huyết áp của mình cao nhất là giờ nào. Ví dụ có người á là 9 giờ tới 10 giờ cao, có người là buổi tối 18, 19, 20 giờ thì mới cao. Thành ra là cái người thầy thuốc á người ta cho á, và như vậy á là cái huyết áp cao á là mọi người phải quan tâm. Mà nãy mình có thấy là tại sao mà người ta nói là phải uống thuốc là vậy, là tại vì huyết áp mà nó thường xuyên lên 14-9 chẳng hạn thì nó làm cho cái mạch máu mình nó co giãn, nó co giãn nhiều quá. Tại huyết áp mình ổn định như vậy á, làm sao mà nó cứ co lên giãn xuống á, thì nó sẽ làm cho có cái thành của động mạch huyết thông á nó bị vỡ nè. Mà khi mà nó bị vỡ ra một miếng vậy đó thì nó sẽ gây viêm nhẹ ở cái vùng đó, và khi viêm nhẹ thì bắt buộc cái bạch cầu á, là hệ thống bạch cầu nó phải đến, nó đẩy cái bạch cầu đến để làm gì, để nó bảo vệ, để nó gắn hàng gắn cái vết thương đó. Nhưng mà vô tình một cái hành động mà gọi là bảo vệ đó, đó cũng là nơi để cho những cái chất béo, những cái cholesterol rồi những cái chất mỡ á, đó là những cái chất mà bệ bạn nó vô, nó bám vô đó, và để nó càng bám thì nó càng viêm, mà càng viêm thì nó đội lên và cái thành mạch càng ngày bị nhỏ lại, bệnh mình càng là cho nên ta đặt mấy cái stem vô đó. Thì vì sao mà tại sao mà mình khi mình dùng đá nóng ấy là máu huyết nó lưu thông ấy, thì những cái vết chỗ đó là nó chống viêm, ngoài những chống viêm nó còn làm trôi hết mấy cái chất đó và nó làm cho cái thành động mạch mình tốt lên. Lý do nó vậy, tại sao cái động mạch cảnh của tôi ấy, bị viêm, bị sơ vữa động mạch ấy, mà nó chồm vô xong thì nó sức nóng nó làm cho tan hết cái máu mà bầm máu vữa đó, thành ra là mấy cái cholesterol máu cao này, gan nhiễm mỡ này, men gan cao này, tất cả những cái sau khi chồm gan xong thì nó biến hết. Chỉ trong vòng 4-5 tháng là mọi người xét nghiệm lại nó ổn định, là lý do đó. Vấn đề mà tôi muốn đặt cho mọi người hiểu được một cái chuyện là vừa rồi tôi đi cái hội thảo cũng vậy, mọi người giới thiệu về cái thuốc mà chữa thì mọi người mà có thể tưởng tượng là khi mà chữa mà uống thuốc vậy đó là mà một tháng vậy đó là mất là 2-3 triệu bạc, 2-3 triệu bạc, mà chắc gì mà nó khỏi nữa, mà nhiều khi có yếu tố tâm lý là nhiều nữa, mà trong khi đó chúng ta chườm đá tốn con lần xài cho tới 5-2 tuổi. Cho nên là mọi người yên tâm, lý do là tại sao phải hướng dẫn cho mọi người làm là vậy đó. Rồi chút xíu này mình sẽ làm cho bác này. Do đó là cái huyết áp mình ở đây á, là ý của tôi nói á, là mình làm cho nó cắt cái cơn thôi, chứ mình không có phải là chữa cái huyết áp. Huyết áp mình chữa là chữa lâu dài và bên Mỹ là dùng cái gì? Chườm đá nóng dùng gan là sức mê nhất. Còn chúng ta thấy là mấy cái máu đông và nó làm cho vỡ mạch máu rồi nó làm cho tai biến ấy, là những cái đó là do cái cơ thể mình tự tạo hết. Thành ra là nếu như mà đã chườm nóng thường xuyên thì mấy cái cảnh này không bao giờ có xảy ra. Một cái điều đặc biệt của nó mà mọi người đang lo lắng mà cái giải pháp hiện nay chưa có hữu hiệu thì
chỉ cần dẫm gót chân rồi chôm đá nóng dùng ngay thôi thì cái đột quỵ sẽ không bao giờ xuất hiện. Cái kinh nghiệm của Mekula là ông đã làm về cái dẫm gót rồi, bây giờ kết hợp thêm cái trường nóng dùng gan nữa thì xuất bê luôn. Ok. Còn cái em này mất ngủ á, em mất ngủ á thì em mua đá về em trường cho đuôi gan. Thì cái mọi người nhìn cái mặt em này á, nó rất là sầu não và mặt nó là một cái người mà nhiệt độ trong cơ thể là luôn thấp, cho nên á khi em này ngủ á mà nó bồi hồi nó khó chịu, mình cái cả cái dùng được nóng hết, mất ngủ mình đứng dậy nóng hết, nhưng mà vậy mà để nóng đá dù đá nó có dùng gan xong á thì nó sẽ không còn nóng nữa mà nó ngủ ngon. Mọi người biết tại sao mà nó nóng được mà đâu nó nóng mấy chỗ khác không? Tay chân mặt này rồi nó lạnh không? Mọi người biết tại sao? Là gì á, nếu bao mạch nó bên ngoài nó bị bế tắc, nó đưa cái sức á nó đẩy ra ngoài á không đủ rồi nó bị dội đưa vô trong á, nó dụng ngược vô trong, thành ra cái nhiệt lượng nó chỉ ở trong cái bụng này được thôi, còn ở những cái chỗ khác thì nó bị co mạch vậy. Và nếu như mình chồm nóng mà nó nóng hết rồi á thì không còn hiện tượng nóng nữa mà ngủ rất ngon. Em mất ngủ ở đâu rồi? Bảo đảm đi. Và cái được cái mặt em này là mặt bóng đè, tức là khi mà bị cái triệu chứng nó dễ nằm mơ ngủ thấy bị bóng đè đó. Mà bóng đè vô cái đá muốn la xung quanh mọi người xung quanh mà không biết nè, không sao đâu, có hai con đá là đủ làm đè này. Nhưng mà em ăn uống sao? Đúng rồi, vậy em kèm theo cho tôi cái 4 cục, chứ không phải 2 cục nữa. Em 2 cục ở đây, 2 cục nằm ở trên rốn cho tôi. Ta để nó điều chỉnh luôn cái dạ dày của em luôn. Và em sẽ ngủ rất ngon. Chỉ cần một ngày đầu là em đã ngủ chết bỏ rồi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến cái phần huyết áp nữa. Thì cái cách mà xử lý là tại sao em mình cấp cứu huyết áp. Thì bà lịch bà có cái hay như này, huyết áp cao bà nắm cái vuốt xuống liền. Mọi người nhìn thấy ngón cái này ha, lấy ra mình vuốt xuống này, vuốt này chắc của nó là đúng nhỉ, vuốt xuống này kéo xuống 15 cái, ở đây xuống kéo xuống 15 cái, còn ngón giữa này thì mình nắm mình kéo này, mình nắm này như tôi này, đẩy ngón cái đây đúng không, rồi mình vuốt này, nắm vuốt nhanh lên huyết áp xuống này đẹp, rồi kéo đi. Nhớ nha, người nào huyết áp thấp không sao đâu, riêng huyết áp cao là hạ xuống liền. Thấy đơn giản chưa? Rồi, bài tập giữa cao huyết áp của đại học Master ở Ontario. Thì cái cách này nắm cái ngón cái mọi thấy không? Này, nắm cái ngón cái này, nắm chặt nó lại. Bước thứ nhất này, thả lỏng toàn bộ cơ thể, ta phải xè là tự nhiên hoặc là buông lỏng. Nắm chặt tay trong vòng 5 giây rồi thả ra. Nếu được có thể nắm một cái banh nhỏ ra, mình nắm thì được rồi. Và ngồi dí, tí tí 1, 2, 3, 4, 5, ok đây, là 5 giây này. Thực hiện lại nhiều lần trong vòng 2 phút. Tức là mình nè, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vậy đó, bấm, thả lên. Nhưng mà thiệt ra là cái kinh nghiệm mà dẫm gót á, là mấy người kia á, là cứ dẫm gót thôi, cứ áo đo lại cũng ổn định nè. Việc mà đó là đứng đi, lên đi, rồi dầm con xong, rồi biết áp bộ người mình. Mọi người gửi cho chúng tôi cái phương pháp Omiculin ấy. Khi mà bị huyết áp, học viên có những người họ báo cáo là họ mấy chục năm rồi, họ làm theo cách Omiculin cực kỳ hiệu quả và đơn giản. Mình quỳnh bụng hết cỡ ra, sau đó thì mình khóc phục lại, quỳnh bụng hết cỡ ra, khóc phục lại thì là chúng ta làm vài hơi như thế là nghe là xuống liền. Chúng ta phải suốt đời gắn bó với trường gan vì sao? Vì khi chúng ta trường gan sẽ làm lưu thông mạch máu. Lưu thông mạch máu thì sẽ không còn xảy ra cái hiện tượng là những cái mảng bám vữa nó có cơ hội để nó tích lũy tháng nọ, năm nọ tháng kia để nó dày lên như vậy, nó làm cứng thành mạch và nó làm hẹp cái mạch máu và những cái cục máu đông nó sẽ chặn vào và khi chặn vào nó gây tức nước vỡ bờ, nó sẽ làm vỡ cái mạch máu, mình gọi là tai biến mạch máu não. Vì thế nên là việc trường gan là việc phải làm mỗi ngày, đặc biệt những người huyết áp cao càng cần thiết. Rồi. Mỗi ngày nào cũng phải trường, thậm chí trường ngày 2 lần. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.